Xin chào anh em yêu cờ Danh thủ Ngô Quý Lâm Từng được giới cờ Trung Quốc Đặt cho biệt hiệu Hồ Vinh Hoa Của Đài Loan Những cuộc đối đầu của Ngô Quý Lâm Với lưu khâm Hồ Vinh Hoa Đào Hoán Minh rất máu lửa Tạo dư luận sôi nổi của kỳ nghệ Còn nhớ năm 2001 Người ta còn tổ chức Cuộc tranh hùng giữa vô cờ Trung Quốc Đào Hoán Minh và vô cờ Đài Loan Ngô Quý Lâm Đánh 10 ván Kết quả năm ván hòa Ngô Thắng được hai ván và thua 3 ván như vậy cho thấy rằng trình độ của Ngô Quý Lâm thực sự quá cao thâm do vậy trên con đường tranh bá của làng cờ Việt Nam tất yếu các cao thủ của ta phải tìm mọi cách vượt qua danh thủ này năm 2010 Thanh Bảo có cơ hội gặp lại Ngô Quý Lâm tại giải vô địch châu Á năm đó Nguyễn Thanh Bảo đang là cái tên rất hot của làng cờ thế giới vì vậy Cuộc gặp gỡ này hứa hẹn vô cùng hay Mời anh em cùng bước vào trận đấu Với ưu thế được đi tiên Thành bảo sử dụng chân đồ Tiên ông chỉ lộ Về phần Ngô Quý Lâm Ông triển khai thế cuộc khởi ma Với sự phóng khoáng thường thấy Thành bảo tiếp tục thúc tốt lộ mã Để gặp mã của Ngô Quý Lâm Bây giờ họ ngô chọn hướng Hoành xe lộ chín Kế đó Thành bảo triển khai lộ mã như thông thường Ngô Quý Lâm cố tình phế tốt Dụ cho Thành Bảo ăn tốt qua sông Để ông ta bình xe bát tốt Tranh tiên và chiếm lộ Ai dè Thành Bảo rất chủ động Bình pháo vào trước Rõ ràng đen ăn tốt qua sông Thành Bảo phật tượng chiếu Tức là đinh bộ lính em xe. Vì thế để ứng phó chiêu này Ngô Quý Lâm bình tĩnh lắm Ông nhảy mã lên đường biên Vậy là cơ hội tuyệt vời đã đến Thành Bảo ăn tốt qua sông Bấy giờ Họ Ngô điều xe vào lô 6 chiếm vị trước. Thành Bảo đánh cờ rất cân đối. Anh lao ma lên đường biên. Họ Ngô chạy pháo 10 đấu. Rõ ràng thành Bảo ăn pháo qua thì không có gì là lợi lộc. Anh mặc kệ ra xe chiếm vị trước. Bấy giờ Ngô Quý Lâm thăng xe lên hà để bắt tốt. Vậy mới thấy rằng tốt của Thành Bảo tuy qua sông đó nhưng không dễ gì xâm nhập vào địa bàn của vô cờ Đài Loan. Tất nhiên Thanh Bảo cũng đâu chịu mất tốt như vậy, anh chạy tốt qua cho xe giữ. Ngô Quý Lâm cũng là tay cao thủ, quan trọng là thế cờ và vị trí các quân mạnh. Nếu quá quan tâm đến tốt có thể ông sẽ điều pháo qua để đuổi xe. Rất khó giữ tốt trong hình đồ này, vì chạy xe thì mất tốt, còn tốt biết đi đâu bây giờ. Với đẳng cấp của mình, Ngô Quý Lâm thừa nhìn ra nước đó. Thực tế, Ngô Quý Lâm không thèm quan tâm quân tốt chủ động lao ma lên mời đấu pháo ý đồ phóng mã qua sông thành bảo chơi rắn quá tiếp tục lao ma lên dùng pháo đổi mã cách đấu quân của anh bảo rất tinh danh anh dàn co từng vị trí quân một rõ ràng nếu đen ăn pháo lên đỏ cũng vượt pháo ăn mã và dọa bắt tốt để giải tỏa đen tấn tốt mời đấu bên đỏ ăn tốt qua sông bên đen ăn xe qua và đổi mã đỏ sẽ nhảy ma lên bàn hà. đen tiếp tục điều xe qua ngăn mã lại và đỏ có chiêu phóng xe lên hà bảo vệ chiến mã. Sau này điều pháo đuổi xe đen. Nếu mà đổi quân như vậy, thành bảo sẽ chiếm ưu thế rõ. Tất nhiên với đẳng cấp của mình, Ngô Quý Lâm biết rõ thế đơn, ông không đấu quân mà lao mã qua sông để bắt pháo. Nước cờ rất chính xác và hợp lý. Người đời có câu rằng già néo thì đứt dây, cần làm thì phải chiến thôi. Thanh bảo, tiên hạ thủ vi cường, bù pháo ngay. Tất yếu, ngô quý lâm phải ăn pháo qua. Bây giờ, thanh bảo, hoành xe lô một, tăng cường thêm quân, tổng lực ra đoàn. Họ ngu, thúc tốt 10 đấu và khai thông cho chiến mã lô bảy. Thanh bảo, chấp nhận, ăn tốt qua sông. Sau khi ngô ăn tốt đổi mã, thanh bảo, vút mã lên bàn hà, sẵn sàng bỏ tượng đáy. Có thể thấy, Trận này Thanh Bảo đánh quá bao táp và phiêu linh Về phần họ ngô Thấy rằng tốt đầu của anh Bảo Đang không có quân bảo vệ Ông lập tức đóng pháo vào đầu Nếu như Thanh Bảo sợ pháo trống Sẽ phải lên tượng thủ Khi đó đen nổ tốt chiếu Bên đỏ lại phải lên sĩ Tiếp đó đen chỉ cần lên tượng Ổn định trận đồ Với việc có pháo đầu đóng chặt Cứ từ từ dồn quân tấn công Là bên đen sẽ chiếm ưu thế lớn Quả thật mà nói, lối chơi của Thanh Bảo quá ghê gớm. Anh bỏ mặc tất cả, hùng dũng, lao mã qua sông để đi được như nước cờ sát thủ này đòi hỏi trí tuệ và sự gan dạ cực kỳ lớn. Ngô Quý Lâm khẽ gật gù, anh bạn này cao thế đó, mình mà ăn tốt đầu, anh ta điều xe bắt má mình lao ma chiếu, anh ta bu pháo ngay, mình lao ma chiếu ngoại tàu anh ta mang xe qua cản. Vậy là ta thất tiên nặng nề. Còn như trong hình đồ này, ta la ma qua lộ 6, vừa là đuổi pháo, phục đoàn, chiếu ma ngoại tàu. Anh ta lập tức điều pháo vào, ngăn ma lại, ta tấn xe bắt pháo. Anh ta thăng xe lên, giữ chặt pháo, ta thoái pháo về. Anh ta điều ma qua lộ 8, phục chiếu ngoại tàu. e là ta mất em xe rồi, trùng quỳ lại, không thể manh động được. Với sự giả dơ của mình, Ngô Quý Lâm bình tĩnh hoành xe lộ 1 đúng như dữ liệu thành bảo điều C đuổi mã họ ngô tiếp tục phóng mã lên mặt hà tạo thành mã liên kết thành bảo với sự tự tin cực cao bình tĩnh điều pháo vào khe sĩ ngô quý lâm thấy rằng tốt đầu chẳng dễ rơi vì vậy điều C sang lộ 8 ý đồ có thêm quân mạnh mới dám bụp tốt đầu của anh bảo đã là như thế anh bảo chơi chắc cú luôn tấn xe lên giữ chặt tốt đầu quân tốt lúc này chẳng khác gì nhai đỉnh trong trận chiến giữa Khổng Minh và Tư Mai Ý năm nào. Nó quyết định thành bại của trận đấu. Họ ngô, lao xe lên, quyết bắt nó bằng được. Thành bảo, tấn xe lên tuần hà, sẵn sàng bỏ tốt đầu. Lúc này, nếu họ ngô, ăn pháo lên tốt đầu. Thanh bảo, vật pháo, diệt mã ngay. Vậy là, quân mã lộ 4 buộc phải có hành động. Và nước cờ, thoái mã ăn pháo là hợp lý nhất. Tuy nhiên, thành bảo sẽ có đoàn dùng xe diệt pháo ngay bởi vì đối thủ ăn xe vào thì má anh ăn về vậy mới thấy tốt đầu của anh bảo quá là sương có vẻ quá chán ngán trước sự phòng ngự vô cùng kín kẽ của vua cờ việt nam hồ vinh hoa của đài loan lại đổi hướng tấn công điều pháo ra nhòm tượng lộ ba tất yếu anh bảo dạy gì chứ cứ lên tượng cái đá xem bác làm gì được em bấy giờ ngô quý lâm điều xe vào để bắt pháo tất yếu thành bảo liên sĩ gia cố thế trận về phần ngô quý lâm nhanh chóng liên tượng gia cố trận đồ thành bảo nhận định rằng đến đây họ đã hết vị vậy thì ta phải tổ chức tấn công anh khế đăm chiêu suy nghĩ dồn hết công lực để tính toán và cuối cùng ra quyết định bỏ mã để tấn công lao ma sang lộ 8 chiếm vị đẹp ngô quý lâm thầm nhủ mỡ dâng miệng mèo lẽ nào ta từ chối ông vội vàng thoái xe ăn mã kỳ thực đó là một nước cờ bỏ trước đặt sau của thành bảo anh lập tức vật pháo lên diệt mã ngay nếu mã đen ăn về thì tất yếu không hợp lý cơ mà xe ăn pháo thì đối thủ bắt mã và dọa bắt sĩ si đáy ép buộc sĩ si đen phải lên kế đó thành bảo sẽ có đoàn lao mã chiếu ép tướng phải ra rồi ăn xi si chiếu sĩ si đen ăn về tiếp đó lao xe xuống xi si chiếu tướng phải lên và nhẹ nhàng thoái xe chiếu ép tướng xuống và bắt lại mc quá tinh diệu tuyệt lân tuy rằng bên đen vớt vát lại chút đỉnh dùng xe ăn tốt nhưng đỏ có chiêu hay thoái xe quản lý hàng tốt đang dọa bắt cục ép bên đen phải mang xe chê mặt tướng và đỏ lụm ngay tốt đầu người ta có câu rằng cờ mất sĩ chẳng khác gì các em mất váy cả chỉ cần tốt đầu qua sông thực hiện đoàn nhất dương chỉ là gục ngay. Thực sự, những đường cờ Trung cuộc của anh Bảo cao như là đỉnh Himalaya vậy, khiến Ngô Quý Lâm toát hết cả mồ hôi. Ông tay run run, lao xe lên, quyết tâm giữ má. Nhưng như vậy tuyến đáy của ông đang sơ hở, thành Bảo thực hiện tuyệt kỹ hà mô công, lao mã chiêu tướng, ép tướng của họ Ngô lên lầu hai. Giờ đây, thế trận của Ngô Quý Lâm đã quá nguy hiểm. Kế đó, Thanh Bảo có chiêu ngăn sông cấm chợ tấn tốt cản đường. Thanh Bảo đang bẫy cho họ Ngô ăn vào tốt đầu để anh có đoàn thoái mã chiếu và lụm luôn em xe. Vậy là bỗng nhiên mã đen bị cô lập. Ngô Quý Lâm bực lắm cũng đành lòng thoái mã về thủ. Con mã quá cô đơn. Thanh Bảo điều xe vào định sơi tái nó luôn. Mã lại phải thoái về sân nhà. Đại thế đã đến. Thanh Bảo thoái mã chiếu tướng. Họ Ngô định xuất tướng ra Nhưng lại sợ Thành Bảo có chiêu Chạy pháo qua dọn bắt mã Khi mà mã đen lao lên Thành Bảo lui pháo về Lụm tiếp MC Toàn bẫy cao anh em ơi Do đó trong hình này Ngô Quý Lâm đành lòng xuống tướng Thành Bảo điều pháo sang lộ 7 Chuẩn bị cắm đáy chiêu tướng Sau đó vòng pháo ra biên Trận đồ bên đen quá nguy hiểm Ngô Quý Lâm ôm đầu ngao ngán Chẳng có nước nào hay hơn lao ma lên thủ thuyền đáy đồng thời mời đấu quân ai dễ thành bảo lại có đoàn nhét pháo vào mồm bắt ngô quý lâm phải sơi thực ra mà đầu pháo thì thành bảo lao ma chiếu ép tướng lên rồi dùng xe ăn pháo tiếp tục đuổi ma bên đen sớm toàn cờ họ ngô nóng trong người cũng đành thoái tượng về đáy bấy giờ thành bảo lăng ma chiếu họ ngô lập tức thượng tướng quân thành bảo tiếp tục thúc tốt xuống quyết bắt mã anh đang trình diễn một lối chơi tổng lực y như là bóng đá hà lan năm nào ngô quý lâm rơi vào tình cảnh tứ diện sờ ca nhưng ông vẫn anh dung lắm quyết tâm chống đỡ tới hơi thở cuối cùng thoái pháo đuổi mã thanh bảo nhẹ nhàng bụp mã ngay bấy giờ ngô quý lâm dùng xe ăn tốt đầu với hy vọng đấu bớt quân để giảm tải áp lực Tất yếu, Thành bảo đâu chịu nghe, anh tạm thời chạy xe một nhịp. Về phần Ngô Quý Lâm, ông đành lòng dùng pháo diệt mã. Thành bảo đúng kiểu hố rình mồi. Thời cơ đến dùng pháo đạp tượng, lại dùng xe đuổi pháo đen. Ngô Quý Lâm co do chạy pháo vào cho tướng giữ. Thực ra lúc này, anh bảo đã nghĩ đến đoàn dùng xe ăn pháo chiếu, ép tướng ăn xe, sau đó tấn xe chiếu, ép tướng lên lầu 3 và cuối cùng chạy pháo ra biên để tàu sát bên đen không có cách gì đỡ được trong hình đồ này tuy nhiên anh chơi rất nhân đạo muốn đối phương tự hàng anh thoái pháo chiếu sau khi ngô quý lâm chạy pháo lên anh nhẹ nhàng chạy xe vào lộ 6 đây là chiêu làm hẹp môn vị bởi vì anh bảo đang phục đoàn thoái pháo lụng đôi xe của bên đen có lẽ đánh đến đây danh thủ họ ngô cũng biết rằng mình nên đầu hàng thì hơn chứ đánh kiểu lề lội như cu trịnh dây đồng e là sẽ bị vần vò chứ làm gì nổi kết thúc một trận đấu quá hay các bạn thấy đó thanh bảo khi đi quốc tế gặp đối thủ mạnh mà đánh quá hổ báo và cáo trồn vì vậy trung quốc nể anh là phải thôi anh em thấy hay không nhớ cho tớ một like nhé xin chào và hẹn gặp lại